quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 21 tháng 12 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nền tảng số đoàn thanh niên trên ứng dụng Huế kết nối 80.000 đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh. Vẫn còn hàng loạt rào cản khiến cho kinh tế trang trại chưa thực sự phát huy vai trò của mình trong tổng thể nền kinh tế. Lăng Vua Đồng Khánh, nét độc đáo của kiến trúc giao thoa Á Âu. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chiều nay đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao và các nhà hát, đơn vị nghệ thuật trên địa bàn tỉnh để khảo sát việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa du lịch giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Cùng dự làm việc có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Bình. Thừa Thiên Huế với lợi thế là trung tâm văn hóa, giáo dục và đào tạo, có lực lượng văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh đông đảo. Chỉ riêng Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật đã có 8 hội chuyên ngành. Tỉnh hiện có 2 đơn vị nghệ thuật công lập, 2 cơ sở đào tạo về các loại hình nghệ thuật biểu diễn. Trao đổi kiến nghị tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị nhà hát, biểu diễn nghệ thuật chia sẻ nhiều nhóm vấn đề về các giải pháp bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa vốn có, những tồn tại hạn chế trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật như cơ sở vật chất, hạ tầng xuống cấp, thiếu đội ngũ làm nghệ thuật kế cận. Loại hình nghệ thuật ca Huế chưa được quan tâm đúng mức, hoạt động biểu diễn mang tính tự phát, chưa có mô hình quản lý và tổ chức hoạt động hiệu quả. Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, các nhà hát nói riêng và các đơn vị hoạt động nghệ thuật trên toàn tỉnh nói chung đang là nguồn lực thế mạnh để bảo tồn, phát huy các loại hình di sản văn hóa trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, để tiếp tục phát triển, cần có tầm nhìn lâu dài để tháo gỡ, khắc phục những khó khăn trong điều kiện còn hạn hẹp về kinh phí. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cần xây dựng cơ chế, chính sách, tiếp tục xây dựng, củng cố lực lượng nghệ sĩ, diễn viên theo hướng trẻ hóa, tập trung nguồn lực thu hút những hạt nhân nghệ thuật trẻ, tài năng, nâng cao chất lượng các chương trình biểu diễn nghệ thuật của các nhà hát, theo hai hướng bảo tồn và phát huy những giá trị nghệ thuật truyền thống. Lãnh đạo các đơn vị cần xây dựng đề án, kế hoạch bảo tồn và phát huy nền nghệ thuật dân tộc, đặc biệt là loại hình nghệ thuật dân gian, ca Huế và ca kịch Huế. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ mong muốn các nhà hát, các đơn vị biểu diễn nghệ thuật tiếp tục xây dựng những sản phẩm văn hóa, nghệ thuật phù hợp với thời đại, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của công chúng, qua đó phát huy những giá trị văn hóa, góp phần hiện thực hóa nghị quyết 04 của tỉnh ủy vào thực tiễn. Hôm nay tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2023. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân. Buổi tiếp công dân được thực hiện theo hình thức trực tiếp, đồng thời kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại các địa phương nơi có công dân đến kiến nghị đề xuất tại buổi tiếp công dân. Tại buổi tiếp, lãnh đạo tỉnh đã tiếp 14 lượt công dân tham gia kiến nghị phản ánh. Các ý kiến khiếu nại kiến nghị tập trung chủ yếu đến lĩnh vực đất đai như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai, mức giá bồi thường sau thu hồi đất. Qua các ý kiến khiếu nại kiến nghị tại buổi tiếp công dân, lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở ngành địa phương đã trực tiếp trả lời, giải thích, hướng dẫn những nội dung khiếu nại kiến nghị phản ánh của các công dân. Chỉ đạo tại buổi tiếp công dân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương ghi nhận các kiến nghị phản ánh của công dân và trực tiếp trả lời, giải thích cho các công dân hiểu rõ các nội dung. Trên cơ sở đó, giao các sở ngành tham mưu chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các địa phương và thủ trưởng các cơ quan liên quan xử lý giải quyết theo thẩm quyền pháp luật quy định. Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, các huyện, thị xã và các ngành liên quan cần chủ động ra soát, sớm giải quyết kịp thời các vụ việc mà người dân kiến nghị phản ánh. Các nội dung không thuộc thẩm quyền, cơ quan chức năng cần có hướng dẫn trao đổi cụ thể để người dân nắm bắt thông tin, thực hiện các quyền của mình theo quy định pháp luật để đảm bảo được quyền lợi và lợi ích chính đáng của người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu lãnh đạo các ban ngành địa phương nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của người dân, ra soát kiểm tra các kiến nghị và giải quyết dứt điểm các phản ánh kiến nghị của công dân. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và thông tin một số hoạt động lễ hội dịp cuối năm. Tại buổi họp báo, phóng viên các cơ quan báo chí đã được lãnh đạo thành phố thông tin về tình hình kinh tế xã hội của năm 2023. Theo đó, trong năm qua, kinh tế xã hội thành phố Huế tiếp tục chuyển biến tích cực, 12 trên 12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng 12%.
trong đó doanh thu du lịch đạt tăng trưởng cao 186%, giá trị sản xuất nông nghiệp và ngành thương mại dịch vụ tăng hơn 11%, tổng vốn đầu tư trên địa bàn tăng gần 11%. Đặc biệt, thành phố đã giảm 531 hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, vượt 156% kế hoạch đề ra trong năm 2023. Tuy nhiên, vẫn có một số tồn tại hạn chế trên một số lĩnh vực, đòi hỏi chính quyền thành phố cần phân tích, đánh giá đúng tình hình để có các giải pháp căn cơ, đồng bộ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024, góp phần cùng toàn tỉnh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố cũng đã thông tin thêm về một số lễ hội sự kiện trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2024 trên địa bàn. Buổi họp báo cũng ghi nhận nhiều ý kiến của các phóng viên, các cơ quan thông tấn báo chí đề cập đến các vấn đề được dư luận quan tâm như công tác di dời dân cư, giải phóng mặt bằng tại khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế, tình trạng vi phạm giao thông, đặc biệt là tình trạng đầu đổ xe trên vỉa hè và xử phạt vi phạm về nồng độ cồn, hay tiến độ các dự án chỉnh trang đô thị trên địa bàn, và đã được lãnh đạo thành phố cùng các phòng ban liên quan trả lời một cách thấu đáo. Sáng nay, Sở Y tế tổ chức hội thảo tham vấn liên ngành xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thời gian qua, chương trình phục hồi chức năng và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hàng ngàn người khuyết tật được hỗ trợ phục hồi chức năng và tạo điều kiện thuận lợi để tái hòa nhập vào cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội. Việc phát triển hoàn thiện hoạt động của hệ thống phục hồi chức năng trên địa bàn tỉnh phù hợp theo phân tuyến và khu vực được kỳ vọng sẽ đảm bảo cho người dân có nhu cầu được tiếp cận dịch vụ phục hồi chức năng có chất lượng, toàn diện, liên tục và công bằng. Qua đó, giảm tỷ lệ khuyết tật trong cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Chương trình phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ tập trung duy trì và phát triển mạng lưới phục hồi chức năng phù hợp với quy hoạch hệ thống y tế, điều kiện kinh tế xã hội và tiến tới ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới. Phát triển dịch vụ phục hồi chức năng trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh, người có công với cách mạng và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Theo thống kê quản lý sức khỏe người khuyết tật, tỉnh Thừa Thiên Huế có hơn 20.400 người khuyết tật, chiếm 1,76% dân số, trong đó hơn 9.100 người có nhu cầu can thiệp chăm sóc phục hồi chức năng, 4.300 người cần dụng cụ phục hồi chức năng. Thông qua buổi họp tham vấn, các sở ban ngành, các đơn vị tổ chức có liên quan đã thảo luận, đóng góp ý kiến, giúp kế hoạch xác định được chiến lược, định hướng phát triển phục hồi chức năng một cách hiệu quả, thiết thực và phù hợp với thực tế trên địa bàn. Chiều nay, Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế phối hợp cùng Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ công bố và trao giấy chứng nhận Kiểm định Chất lượng Cơ sở Giáo dục Chu kỳ 2. Quá trình đánh giá được tiến hành từ năm 2022 bao gồm quá trình tự đánh giá, khảo sát sơ bộ, khảo sát chính thức. Ngày 19 tháng 12 năm 2023, Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội đã có quyết định công nhận Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành với kết quả tỷ lệ tiêu chí đạt là 87,39% và tỷ lệ phiếu tán đồng 100% trong hội đồng thẩm định. Bên cạnh đó, năm 2022, trường cũng đã được chứng nhận kiểm định chất lượng hai chương trình đào tạo ngành kế toán, ngành tài chính ngân hàng. Chiều cùng ngày, Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế tổ chức lễ công bố và trao nghị quyết chuẩn y chức vụ Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế nhiệm kỳ 2020-2025 cho đồng chí Phan Khoa Cương, Chủ tịch Hội đồng trường, và lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thanh Hoàng và Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Đức Tính giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị, trong thời đại công nghiệp 4.0, chuyển đổi số trở thành yêu cầu tất yếu, khách quan, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Với mục tiêu tạo nên một kênh thông tin tiện ích và phù hợp xu hướng, nền tảng số Đoàn Thanh niên trên ứng dụng Huế S được ra đời và đưa vào vận hành chính thức đã trở thành công cụ hỗ trợ, cung cấp thông tin tiện ích và kết nối 80.000 đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh. Giữa tháng 8 vừa qua, tỉnh đoàn phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế chính thức công bố nền tảng số Đoàn Thanh niên trên Huế. Chỉ sau hơn 4 tháng triển khai, bước đầu nền tảng này đã trở thành một kênh thông tin quen thuộc với các đoàn viên thanh niên trên địa bàn, cơ bản đáp ứng được các nhu cầu của đoàn viên, hội viên thanh niên như cung cấp thông tin chính xác, hiệu quả, kịp thời, hỗ trợ tra cứu thông tin về học tập, nghề nghiệp, việc làm và các dịch vụ tiện ích khác được tích hợp trên Huế.
Sau khi được phát động giữa tỉnh đoàn và Sở Thông tin Truyền thông cái nền tảng số đoàn thanh niên trên app trên ứng dụng Huế S, thì bản thân cũng đã cài đặt ứng dụng này và đã thường xuyên vào truy cập vào cái nền tảng đoàn thanh niên trên ứng dụng để theo dõi các thông tin trên ứng dụng. Và trong cái nền tảng này thì tích hợp rất là nhiều thông tin bổ ích như địa chỉ đỏ, các hoạt động đoàn trên địa bàn cũng như các cuộc thi trực tuyến. Ứng dụng Huế S có thêm cái nền tảng về đoàn thanh niên thì nó đã hỗ trợ cho tụi em trong cái công tác mà mình có thể nghiên cứu các cái thông tin, tin tức cũng như liên quan đến hoạt động đoàn cũng như là các cái gương điển hình trong cái tuổi trẻ của Thừa Thiên Huế. Nền tảng này nó cũng thể hiện được là cái quá trình của tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đang cùng với tỉnh nhà trong cái công cuộc là chuyển đổi số. Thì em thấy đây là một cái ứng dụng cực kỳ là ý nghĩa. Thì anh Huy cho biết sự ABC này phát biểu một cái nhận xét của ai đó đánh giá về cái kết quả đổi được, tức là người tin về những thông tin như thế này á, được cái nhiệm vụ vì hoạt động đổi ban tuyên truyền mà nó người dân hay là già trẻ lớn, đó cũng là một điểm mạnh của báo thanh niên những năm qua. Báo thanh niên hiện tại là một trong những những năm gần đây, các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh đã rất tích cực kết nối, tương tác với đoàn viên thanh niên thông qua các ứng dụng như Zalo, Facebook. Qua đó, những thông tin ở cơ sở được tổ chức đoàn nắm bắt kịp thời, phản hồi nhanh hơn. Hiểu được tâm lý của các bạn trẻ khi cần sự tiện lợi nhanh chóng và gắn với các thiết bị di động thông minh, nền tảng đoàn thanh niên trên Huế S được hình thành với mong muốn xây dựng một nền tảng hiện đại để kết nối đoàn viên thanh niên. Cần cung cấp thông tin chính thống kịp thời và những tiện ích phục vụ nhu cầu chính đáng của giới trẻ, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng trong đoàn viên, hội viên thanh niên. Được tổ chức thành 3 khối gồm truyền thông, trang thông tin điện tử tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế và các chức năng đoàn thanh niên như hoạt động thanh niên, địa chỉ đỏ, mạng lưới thanh niên, học tập theo Bác, trao đổi, hỏi đáp. Nền tảng này đã góp phần rất lớn trong việc hỗ trợ các bạn trẻ tìm kiếm thông tin về học tập, nghề nghiệp, việc làm và các dịch vụ tiện ích khác được tích hợp trên Huế S, đồng thời đưa dữ liệu cả bộ đoàn, giáo viên tổng phụ trách đội, đoàn viên trên địa bàn toàn tỉnh lên nền tảng số. Với mong muốn hỗ trợ tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế xây dựng mạng lưới để kết nối đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh, thì Sở Thông tin chỉ đạo Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh phối hợp để hỗ trợ xây dựng cái ứng dụng đoàn thanh niên được tích hợp trên Huế S. Đến nay thì ứng dụng cũng đã thu hút được gần 16.000 tài khoản đoàn thanh niên ở trên địa bàn tỉnh đã tham gia sử dụng. Thông qua ứng dụng này, chúng tôi mong muốn để thực hiện số hóa các hoạt động đoàn đội cũng như công tác thanh thiếu nhi ở trên địa bàn tỉnh, cũng là một cái địa chỉ để tuyên truyền cho lực lượng đoàn viên thanh niên cũng như là tích cực tham gia học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cũng như số hóa các cái địa điểm giúp cho đoàn thanh niên tiếp cận và sử dụng. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với tỉnh đoàn trong việc nắm bắt các cái nội dung để cập nhật điều chỉnh phù hợp với hoạt động của tập đoàn trong thời gian tới. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ mong muốn được tích hợp thêm, đó là cái đánh giá thêm chất lượng hiệu quả hoạt động của đoàn viên. Để chúng tôi các cấp đoàn có thể đánh giá trực tiếp luôn trên phần mềm Huế S này. Bên cạnh đó thì các công cụ hỗ trợ để xây dựng các báo cáo số và các bản đồ số thì chúng tôi mong muốn tiếp tục để hoàn thiện, để có những cái báo cáo số của đoàn thanh niên các cấp đoàn, để chúng tôi có những cái báo cáo thực sự cụ thể và liên tục, và trong từng thời điểm thì chúng tôi có thể lấy được cái báo cáo này. Với nhiều chức năng hữu ích, nền tảng số đoàn thanh niên trên ứng dụng Huế S mong muốn sẽ là kênh đồng hành tin cậy của đoàn viên thanh niên, đáp ứng được những nhu cầu trải nghiệm tiện ích số mọi lúc mọi nơi của các thanh niên thế hệ mới, đồng thời đóng vai trò quan trọng đối với mục tiêu chuyển đổi số công tác điều hành quản lý đoàn viên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tiếp tục với những thông tin khác, chiều nay tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức khai mạc triển lãm ảnh văn hóa nghệ thuật của các nước ASEAN năm 2023. Đây là hoạt động kỷ niệm 56 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN 1967-2023 và 8 năm thành lập Cộng đồng ASEAN 2015-2023. Diễn ra từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 12, triển lãm ảnh văn hóa nghệ thuật ASEAN trưng bày giới thiệu đến công chúng 100 hình ảnh về phong cảnh, đất nước, lễ hội, sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của các nước ASEAN.
Triển lãm tạo điều kiện cho người dân Huế hiểu biết thêm về văn hóa nghệ thuật của các nước ASEAN. Việc tổ chức triển lãm ảnh văn hóa nghệ thuật ASEAN tại tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định sự quan tâm đặc biệt của các nước ASEAN dành cho những sự kiện văn hóa của Huế, đồng thời góp phần giới thiệu đến vẻ đẹp đất nước, văn hóa con người của các quốc gia ASEAN. Từ đó tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa người dân các nước trong khu vực, thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, giao lưu văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch. Trải qua 56 năm hình thành, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 1967-2023, ASEAN đã trở thành một tổ chức gắn kết chính trị, liên kết về kinh tế và sẻ chia trách nhiệm xã hội, là đối tác quan trọng và tin cậy trong hợp tác quốc tế. Chiều nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị tổng kết công tác chăn nuôi và thú y năm 2023, triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, lĩnh vực chăn nuôi và thú y trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có những bước tiến đáng kể. Công tác phòng chống dịch đã được triển khai đồng bộ hiệu quả, chăn nuôi phát triển theo hướng công nghệ cao, trang trại chăn nuôi nông hộ an toàn sinh học, tuần hoàn hữu cơ, góp phần tăng trưởng khá cao. Đến nay, tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh với số lượng 160.000 con, đàn trâu bò 51.000 con, đàn gia cầm 5 triệu con, sản lượng thịt hơi các loài đạt 33.000 tấn, sản lượng trứng đạt 56 triệu quả. Ngoài ra đã hình thành và phát triển một số mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi hữu cơ. Tuy nhiên, hiện nay, lĩnh vực chăn nuôi và thú y còn đối mặt với không ít khó khăn thách thức, đó là chăn nuôi vẫn còn mang tính nhỏ lẻ, phân tán. Quỹ đất cho sản xuất chăn nuôi ngày càng bị thu hẹp do ảnh hưởng quy hoạch của các địa phương. Một số nội dung hỗ trợ theo nghị quyết 20 của Hội đồng Nhân dân tỉnh chưa phù hợp với thực tiễn sản xuất, cần phải ra soát, sửa đổi, bổ sung. Giá đầu ra sản phẩm chăn nuôi thấp, nguồn kinh phí để thực hiện các đề án phát triển chăn nuôi, kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm còn hạn chế. Thưa quý vị, kinh tế trang trại có vai trò quan trọng trong thúc đẩy hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hướng đến nền sản xuất hàng hóa. Tuy nhiên, qua điều tra khảo sát cho thấy, loại hình trang trại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế chủ yếu vẫn có quy mô vừa và nhỏ, tận dụng lao động của gia đình là chính. Bên cạnh đó, vẫn còn hàng loạt rào cản khiến cho kinh tế trang trại chưa thực sự phát huy vai trò của mình trong tổng thể nền kinh tế. Nhiều vướng mắc liên quan đến đất đai, tiếp cận nguồn vốn vay, thị trường đầu ra sản phẩm còn bấp bênh, công tác phòng chống dịch bệnh. Đó là những rào cản và vấn đề mà nhiều chủ trang trại trên địa bàn tỉnh gặp phải trong quá trình đầu tư phát triển kinh tế trang trại. Bản thân tôi làm trang trại là đã 24 năm rồi. Nhưng mà khi giao đất là có thời hạn cho là ngắn hạn. Cho nên là đề nghị với cấp trên là gia hạn để giữ yên tâm là đầu tư sản xuất. Đó là thứ nhất, thứ hai nữa là vấn đề là cái hiện tại môi trường á là các hộ chăn nuôi cũng phát được tương đối nhiều, thì muốn hay không phần ô nhiễm cái nguồn nước, khi có cái hệ thống nước máy đã đi ngang rồi thì đề nghị trên quan tâm giúp đỡ rằng tạo điều kiện để cho bà con được tiếp cận từ nguồn nước. Cái đầu ra cũng rất là khó khăn, nếu mà nuôi theo hướng hữu cơ mà giá thị trường là bằng với giá mà chăn nuôi thông thường thì cũng rất là vất vả. Đó là một trong những cái khó khăn lớn nhất. Bây giờ là nuôi theo hướng hữu cơ là bắt buộc giá phải cao hơn ở thị trường ít nhất từ 1,5 đến 2 lần là mới là mình là có lại, là có thu nhập. Còn mà bán mà giống như bán thông thường thì mà nuôi theo hướng hữu cơ thì cũng rất là bất cập. Qua điều tra tại 85 trang trại trên địa bàn tỉnh, trong đó có 65 chủ trang trại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chiếm 76,47% tổng diện tích đất đang sử dụng của trang trại. Trong đó, các trang trại chủ yếu là hoạt động sản xuất trong lĩnh vực phát triển chăn nuôi, lâm nghiệp, trồng trọt, tổng hợp và nuôi trồng thủy sản. Ước tính doanh thu của các trang trại khoảng 250 tỷ 533 triệu đồng một năm, bình quân hơn 2,9 tỷ đồng một trang trại, thu nhập bình quân 383 triệu đồng một trang trại một năm. Việc giao đất, cho thuê đất đai để phát triển kinh tế trang trại còn vướng mắc chưa được xử lý kịp thời. Đến nay, diện tích đất của các trang trại chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chiếm 23,53%. Câu chuyện thị trường, giá cả sản phẩm đầu ra cho các trang trại hiện nay vẫn còn rất bấp bênh, thiếu ổn định.
Chăn nuôi hiện nay trong cái tình hình là chúng ta thấy có một số cái khó khăn. Một là cái việc mà chăn nuôi nhỏ lẻ là bây giờ chăn nuôi có quy hoạch. Chăn nuôi phải đảm bảo quy hoạch. Vấn đề thứ hai là chăn nuôi phải đảm bảo cái vấn đề môi trường. Chăn nuôi thứ ba nữa là nó đảm bảo cái tính tuần hoàn, hữu cơ, an toàn sinh học. Và đặc biệt các cái trang trại lớn là chăn nuôi phải đảm bảo cái vấn đề công nghệ cao. Và như vậy thì mới đảm bảo được cái tính bền vững lâu dài. Chưa kể là những cái vấn đề giá cả thì hiện nay là cũng phải đảm bảo theo một cái chuỗi. Nếu như năm 2014, tổng nguồn vốn đầu tư của các trang trại là 77,445 tỷ đồng, thì năm 2023, tổng mức đầu tư của các trang trại gần 235 tỷ đồng, tăng 103%. Đây là tín hiệu đáng mừng cho phát triển kinh tế trang trại. Tuy nhiên, phần lớn các chủ trang trại phải tự huy động nguồn vốn từ có để đầu tư hệ thống cơ sở vật chất chuồng trại. Bình quân mỗi trang trại hơn 2,7 tỷ đồng. Trong lúc đó, việc tiếp cận nguồn vốn vay còn rất hạn chế. Một số chủ trang trại có điều kiện đã chủ động đầu tư hiện đại hóa vào quá trình sản xuất. Tuy nhiên, số trang trại này không nhiều. Do đó, năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm chưa cao, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của trang trại. Việc những cái tháo gỡ vướng mắc cho các trang trại, đặc biệt là trong các cái khâu quy hoạch, rồi liên kết tiêu thụ sản phẩm cho các trang trại, đặc biệt đó là mình sẽ liên kết được với các cái đơn vị thu mua, đơn vị cung ứng các cái dịch vụ đầu vào cũng như là đầu ra cho các hợp tác xã để có cho các trang trại để có thể là tháo gỡ được cái vấn đề ách tắc trong về tiêu thụ. Bên cạnh đó thì mình sẽ tiếp tục là ra soát các nhu cầu về được đào tạo của các trang trại để từ đó sẽ tổ chức được các cái lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các chủ trang trại về vấn đề quản lý, về thương mại điện tử, về cách thức tổ chức sản xuất và chuyển giao công nghệ. Trên cơ sở kết quả điều tra đánh giá xác định từng loại hình trang trại theo tiêu chí để làm cơ sở dữ liệu cho việc hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược, kế hoạch và chương trình hỗ trợ phát triển trang trại trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về trang trại để cung cấp cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Qua đó phân tích đánh giá cụ thể lĩnh vực kinh tế trang trại, giúp cho công tác quản lý nhà nước về trang trại đi vào nề nếp, chặt chẽ. Thưa quý vị, sau 4 năm triển khai, vào giữa năm 2022, việc trùng tu Lăng Vua Đồng Khánh hoàn thành và mở cửa đón khách tham quan trở lại. Được xây dựng trong buổi giao thời của lịch sử Việt Nam, quần thể kiến trúc Lăng Vua Đồng Khánh có sự đan xen giữa lối kiến trúc giao thoa Á Âu độc đáo. Chính vì vậy, di tích này mang vẻ đẹp rất riêng, không thể nhầm lẫn với bất kỳ lăng tẩm nào ở Huế. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua phóng sự sau. Đồng Khánh là vị vua thứ 9 của triều Nguyễn. Ông trị vì chỉ trong 3 năm, từ năm 1885 đến năm 1888. Sống trong giai đoạn lịch sử đầy biến động và mất lúc mới 25 tuổi nên chưa có sự chuẩn bị hậu sự cho mình. Cũng vì lẽ đó mà quá trình hình thành lăng mộ ông kéo dài trong vòng 35 năm, trải qua 4 đời vua nhà Nguyễn. Trong đó, các công trình kiến trúc phần lớn được xây dựng dưới thời con trai vua Đồng Khánh là vua Khải Định. Mang dấu ấn của cả hai thời điểm lịch sử khác nhau, nên lăng mộ ông có sự giao thoa của hai phong cách kiến trúc Á Âu, hòa quyện giữa kiến trúc cung đình, kiến trúc dân gian và kiến trúc mới du nhập. Toàn bộ quần thể của lăng vua Đồng Khánh này nó không chỉ đẹp về cái phần là tức là lộng lẫy, từ hoàn cảnh trong quy mô, mà cái đặc biệt ở đây là nó rất là mực thước trong cái kết cấu, cái dáng vẻ và sự hài hòa giữa kiến trúc thiên nhiên với là con người. Tổng thể những cái kiến trúc này nó mang tính chất tân cổ điển, hài hòa giữa kiến trúc của phương Tây và cái truyền thống của phương Đông. Đó là cái nét đặc biệt để đánh dấu cái giai đoạn lịch sử giao thời bắt đầu giữa kiến trúc Âu và Á. Ở khu vực tẩm điện, nhìn tổng thể, các công trình vẫn mang dạng xưa với kết cấu chữ tam, từ kiến trúc, trùng thiềm, điệp ốc. Công trình kiến trúc nổi bật về mặt mỹ thuật ở Lăng Đồng Khánh là điện Ngưng Hy với những hàng cột sơn son thiệp vàng lồng lẫy. Trên các đổ bàn ở nội thất là hàng loạt các ô hộc trang trí các đề tài, mai điệu, tùng lộc, liên áp, trúc tước bằng sơn mài, ghép khảm và chạm nổi.
Nơi đây được xem là nơi lưu trữ nhiều nghệ thuật sơn son thiệp vàng và nghệ thuật sơn mài của Việt Nam. Trong chính điện còn có 24 bản vẽ các bức tranh trong điện tích Nhị Thập Tử Hiếu, hai bức tranh cổ miêu tả cuộc chiến tranh Pháp Napoleon và hệ thống cửa khoa bảng với nhiều ô cửa kính ngũ sắc có xuất xứ từ Pháp. Vật liệu trang trí trên các bờ nóc, bờ quyết, cổ diêm, đầu hồi đều làm bằng pháp lam ngũ sắc hoặc đất nung trạng men màu, được phân khoảng trong từng ô hộc. Hàng trăm hình ảnh và câu thơ xen kẽ nhau chạy quanh trên cả tòa nhà, diễn tả rất nhiều sinh hoạt cổ truyền và cảnh vật dân gian. Có giá trị đặc biệt nhất ở đây là loài đất nung trạng men màu, một loại hình tạo tác thủ công mỹ nghệ đặc sắc và quý hiếm của địa phương. Nếu khu vực tẩm điện mang phong cách truyền thống, thì kiến trúc lăng mộ lại gần như được Âu hóa hoàn toàn, từ những hoa tiết trang trí, đường nét kiến trúc cho đến các vật liệu. Một số biến tấu có thể dễ dàng nhận ra như tường quan viên cao gầy bằng xi măng và gạch thay cho tường đá, ngói adoa thay cho hoàng liêm. Kiến trúc độc đáo hài hòa với cảnh sắc thiên nhiên mang đến cảm giác yên bình và để lại nhiều ấn tượng khó quên đối với những ai một lần đến với di tích này. Khi được trải nghiệm lăng vua Đông Khánh thì cảm thấy có một trải nghiệm rất là thích thú và thú vị khi được trải nghiệm một trong những phong cảnh tuyệt đẹp và những kiến trúc tuyệt vời ở đây. Được đến đây, được ngắm nhìn khu di tích lăng Đông Khánh, tôi cảm thấy được cái vẻ đẹp cũng như là cái giá trị văn hóa lịch sử truyền thống rất là có ý nghĩa của khu di tích này. Và nhất là việc các em học sinh được đến đây để tham quan, để trải nghiệm chắc chắn sẽ đem đến cho các em những cái bài học về lịch sử rất là bổ ích và lý thú. Không đồ sộ hoành tráng như Lăng Khải Định, cũng không quả rồng như Lăng Tử Đức, một không gian nhỏ xinh và rất nên thơ, dù đó là nơi chôn cất nhà vua. Với tôi, di tích này thực sự rất đẹp, rất ấn tượng. Nằm giữa hai lăng, Thiệu Trì và Tử Đức, quần thể di tích Lăng Đồng Khánh được trùng tu, góp thêm điểm đến thú vị trong hành trình khám phá di sản Huế với những dấu ấn của thời kỳ vàng son của triều đại nhà Nguyễn. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.